Mẹ của Annie vừa qua đời, đám tang rất nhiều người lạ đến dự. Có người nở nụ cười kỳ quái với cô, có người lại bôi son môi lên xác mẹ cô. Càng kỳ lạ hơn chính là đứa con gái của mình. Sau khi mẹ mất, cô ấy đưa con gái mình, Charlie, về ở với mình. Tính tình con bé vô cùng kỳ quái, con bé luôn tạo ra những tiếng động lạ, thích ngủ trong cabin, lúc nào cũng cầm quyển vở vẽ tranh. Càng đáng sợ hơn nữa, con bé cắt đầu một con chim với vẻ mặt lạnh nhạt. Annie biết được chuyện đó, những điều này đều là do mẹ đã tiêm nhiễm vào con bé. Một hôm, Charlie cảm thấy có thứ gì đó đang đi trên đường. Cô bé nhìn thấy một bà lão mặc váy trắng đang ngồi trong đống lửa. Annie kinh hãi, mau chóng đưa con bé về nhà, bảo con trai mình là Peter đưa con bé đi tiệc. Trong bữa tiệc, Peter ham vui mà quên để ý em gái. Charlie ăn chiếc bánh kem, không biết rằng trong đó có quả hạch. Cổ con bé sưng to lên do dị ứng, không thể thở được. Peter nhanh chóng đưa em gái đến bệnh viện. Charlie mở cửa sổ ra để lấy không khí. Trên đường cao tốc tối tăm, có xác một con hươu đang nằm ở đó. Cậu bé phản ứng không kịp, liền vội đánh tay lái. Đầu của Charlie bị va vào chiếc cột đèn đường. Ngày hôm sau, Annie chỉ có thể nhìn thấy thi thể của đứa con gái xấu số. Cô ấy sụp đổ hoàn toàn. Chỉ trong vòng mấy ngày, mất đi hai người thân thiết, cô ấy tham gia hội tương trợ để giải tỏa nỗi buồn. Quen biết một người phụ nữ mập mạp, cô ấy vừa mất đi cháu trai của mình. Hai người tâm sự, động viên lẫn nhau như những người bạn tri kỷ. Ngày hôm sau, Annie đi ra ngoài, lại gặp bà béo đó. Bà ấy có vẻ khác so với mọi ngày. Hôm nay trông có vẻ rất vui mừng. Bà ấy nói với Annie, bà ấy đã học được một thuyết tâm linh, có thể giao tiếp với linh hồn của cháu trai. Bà béo đưa cô về nhà, đã chuẩn bị xong đạo cụ rồi ánh nến. Bọn họ đặt tay lên chiếc cốc. Bà béo gọi tên cháu trai của bà. Ngay tức khắc, cái cốc chuyển động. Có một thế lực vô hình đang viết tên lên bảng đen. Annie bị dọa chết khiếp. Cô ấy quay người muốn rời khỏi. Bà béo đưa cho cô ấy thứ gì đó, bảo cô ấy hãy về nhà thử. Vào buổi tối, Annie đang ngủ, những con bọ bò lên trên gối. Cô ấy đứng lên, dọc bước theo cầu thang, nhìn thấy con trai mình mặt bị bọ bu đầy. Cô ấy giật mình hét lên. Peter hỏi cô ấy đang làm gì vậy. Hóa ra cô ấy bị mộng du. Cậu bé nhìn cô đầy cảnh giác. Hai người bắt đầu cãi cọ. Đột nhiên, toàn thân hai người ướt nhẹp. Annie cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tất cả chỉ là mơ. Cô ấy đánh thức chồng và con trai dậy, quyết định cùng nhau thử nghi thức cầu cơ. Cô ấy gọi tên của Charlie, miếng kính phía sau bỗng nhiên bị vỡ. Cốc nến bỗng bùng lửa lên. Annie bỗng bị cứng họng, miệng bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ lạ giống Charlie. Ông chồng hất một cốc nước lạnh vào mặt cô ấy lại trở nên bình thường. Nhưng Peter bị dọa đến mất hồn, lúc đang đi ngủ, tiếng của em gái bỗng xuất hiện trong căn phòng. Charlie bỗng xuất hiện trong căn phòng, đột nhiên có một bàn tay thò ra sau giường, ra sức bóp chết cậu bé. Peter kêu gào thảm thiết, Annie thấy vậy nhanh chóng chạy qua, an ủi cậu bé bình tĩnh lại. Annie tìm thấy một quyển vở vẽ trong phòng Charlie. Trên đó vẽ hình mặt người với hai đôi mắt đen xì. Cô thấy vấn đề này thực sự nghiêm trọng, liền đem nó đốt đi, ném vào ngọn lửa đang bùng cháy đó. Nhưng áo của cô cũng cháy theo, dập thế nào cũng không tắt. Cô ấy lấy quyển sổ ra, cố gắng dập tắt lửa trên quyển sổ, lửa trên áo cũng theo đó mà tắt. Annie đến cầu cứu bà béo, nhưng bà ấy không ở nhà. Một mục hiến tế được đặt trong phòng, trên đó đặt ảnh của Charlie. Annie thấy một tấm thảm giống y hệt cái của mẹ cô. Cô ấy nhanh chóng chạy về nhà mẹ. Sau đó phát hiện, bà béo kia và mẹ mình sớm đã quen biết, bọn họ đều là tín đồ tôn giáo. Lúc này, Peter đang học trên trường, cậu bé nghe thấy những tiếng kỳ lạ. Đột nhiên, cơ thể cậu ấy bị thứ gì đó khống chế, tư thế méo mó, mặt mũi sưng phù, không thể điều khiển được bản thân mà gục xuống bàn, khắp mặt đầy máu. Chồng của Annie vừa nhận được tin tức, mộ của mẹ bị người khác lật lên, thi thể không còn ở trong đó nữa. Lúc này, tin tức của Peter lại truyền đến, ông ấy lập tức đến đón con trai về nhà. Annie trèo lên gác xếp, thấy trên đó có một thi thể thối rữa. Trên tường có một hình vẽ kỳ quặc, mẹ của cô và bà béo đó đều đeo trên cổ một chiếc vòng cổ giống nhau. Cô ấy thất thần cầu cứu chồng mình, nhưng anh ấy chỉ nghĩ là do cô bị mộng tưởng. Annie cầu xin chồng giúp mình đốt quyển sổ đó đi, chỉ có cách này mới cứu được con trai. Ông ấy không chịu hợp tác, trong lúc Annie mất bình tĩnh, tinh thần hoảng loạn, liền cầm lấy quyển sổ vứt vào đám lửa. Nhưng lúc này, toàn thân người chồng lại bị bốc cháy. Annie vô cùng khiếp sợ, Peter vừa tỉnh giấc. Nhìn thấy bố mình toàn thân như ngọn đuốc, không biết từ khi nào mẹ đã treo lơ lửng trên trần nhà. Ngoài cửa có một bóng đen, Peter hoảng sợ nhanh chóng tháo chạy, trốn lên trên gác xếp. Annie đã hóa điên, liên tục đập đầu vào cửa. Một lúc sau, mọi thứ yên tĩnh trở lại. Peter vẫn còn đang sốc, nhìn thấy một vòng tròn nến trên gác xếp, bức ảnh của mình bị chọc thủng mắt, nằm ở giữa trung tâm. Sau đó, mẹ lại xuất hiện với tư thế treo lơ lửng, hoàn toàn không còn ý thức được nữa, cứng nhắc như cái máy. Cậu ấy quay đầu lại, một túc người đứng ngoài cửa vẫy tay với cậu. Peter sợ hãi lao ra cửa sổ, lúc cậu ấy tỉnh lại. Thi thể mẹ không đầu đang tiến vào cabin, trong tích tắc, cậu ấy cũng bị nhập. Trèo lên cabin theo mẹ. Trong cabin, túc người đó đang quỳ bái, chào đón cậu. Đầu của em gái nằm trên con rối, còn thi thể không đầu của mẹ và bà thì đang nằm trước mặt nó. Bà béo đội cho cậu bé chiếc vương miện, nói rằng cậu chính là vua của Paimon.
Rất lâu trước đây, mẹ của Annie và vị vua trước của Paimon đã ký một hiệp ước. Vị vua đó của họ tài năng, thông minh và giàu có. Vị vua cần tìm thấy một cơ thể nam giới thích hợp để ký sinh. Và bọn họ đã đổ dồn hướng chú ý vào Annie, người đang mang bầu. Annie có để ý tới điều đó. Để bảo vệ Peter, cô ấy đã đưa con gái của mình cho bà. Không ngờ, vua Paimon đã nhập vào Charlie, sau đó dần lên kế hoạch giết chết con bé, rồi chiếm lấy cơ thể của Peter. Cái giá phải trả cho cuộc giao dịch này chính là hy sinh linh hồn của bản thân. Peter cũng không thể nào chạy xa hơn được nữa. Đây chính là vận mệnh của gia đình mình. Kết cục của câu chuyện đã thể hiện rõ ngay ở tên bộ phim. Cảm ơn các bạn đã đón xem.